Các hãng lớn, thời trang lớn như LV, Hermès dùng da Epsom làm mặt chính, và Kỳ Lăng sẽ dùng da Epsom xịn sò này làm mặt trong. Thì hãy gọi, hãy liên hệ với Kỳ Lăng, hãy đưa ý tưởng, hãy đưa mẫu cho Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ thực hiện những ý tưởng, những cái mẫu đó, những cái ý muốn nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy để bàn giao cho khách hàng. Bởi vì sản phẩm này đẹp, không có chỗ để chê, không có vấn đề gì để mình bàn luận về nó ngoài từ đẹp cả. Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay, một chủ đề về đồ da, Kỳ Lăng xin gửi đến tất cả quý khách hàng lại tiếp tục một siêu phẩm. Kỳ Lăng dùng từ là siêu phẩm bởi vì sản phẩm này đẹp, không có chỗ để chê, không có vấn đề gì để mình bàn luận về nó ngoài từ đẹp cả. Đẹp từ dây, khóa, kiểu dáng, mọi chi tiết. Cái logo đỉnh cao, logo vương miện, có đến 3 viên kim cương thiên nhiên, logo đúc bằng khối đúc ra, bằng vàng khối và thành phần vàng 18K AU750, 3 viên kim cương. Bề ngoài, bên ngoài đẹp là chuyện đương nhiên, bên trong đẹp hơn nữa. Bên trong toàn bộ được bọc, được làm bằng da Epsom. Da này các hãng LV, Hermès cũng hay sử dụng. Các hãng lớn, thời trang lớn như LV, Hermès dùng da Epsom làm mặt chính, và Kỳ Lăng sẽ dùng da Epsom xịn sò này làm mặt trong. Sản phẩm chất lượng từ da cá sấu nhập khẩu. Da cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da, một trong những công ty lớn nhất thuộc da cho LV. Và những con cá sấu này được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da ở châu Âu, mỗi con là một chuồng và đúng thời hạn ít nhất tối thiểu 2 năm. Và tại sao mỗi con mỗi chuồng là bởi vì để tránh có trường hợp là cắn xé lẫn nhau sẽ bị thẹo lên da. Và thời hạn 2 năm tối thiểu là bởi vì để da đủ độ đẹp nhất. Và từng cái khóa, tất cả mọi cái. Thì lúc trước thì Kỳ Lăng cũng có một phiên bản rồi, mà mẫu này là cũng y chang kiểu này, nhưng khác nhau có điểm là chưa có gắn cái kẹp để mình đeo được. Và mẫu này là da theo bộ combo của Kỳ Lăng. Và điểm khác biệt giữa mẫu mới so với mẫu trước nữa là bên trong này Kỳ Lăng chưa có làm cái chỗ để sọ bút, và bên trong Kỳ Lăng lót bằng da Togo, một loại da bê rất mềm và rất bền. Còn mẫu này Kỳ Lăng làm mẫu sổ bút rồi, và da Kỳ Lăng làm bằng da Epsom. Rồi thêm một chi tiết nữa là dây cũng là da đó luôn. Và dây này có chức năng là để đeo, và công năng sử dụng là có nút mình có thể tăng giảm để đeo phù hợp. Còn khi chúng ta không thích đeo dây thì chúng ta có thể gỡ ra như thế này, cắt dây đi. Nhiều lúc mình đi du lịch, bình thường thì chúng ta cứ mang như vậy thôi, bình thường thì chúng ta cứ xách tay đi như vậy thôi. Vì đi nhiều nên chúng ta sẽ mỏi chân và hay cầm mỏi tay nữa, nên là chúng ta sẽ gắn cái dây này vào để đeo để mình đi du lịch cho nó thoải mái. Vì vậy Kỳ Lăng mới ra thêm option này để quý khách chọn, và một số quý khách lại thích đeo thôi. Mà lâu lâu mình đổi phong cách mình đeo, hoặc là lâu lâu mình cầm. Và đặc biệt của cái ví cầm tay này là mình có thể dùng được cho cả nam và nữ, bất kỳ bác trai bác gái, bạn nam bạn nữ gì, ai đeo cũng được, gọi là unisex, dành cho tất cả mọi người. Đây cái khóa đây, gài vào như thế này, gài cái cạch là xong. Đồ cao cấp lúc nào cũng vậy. Và bây giờ Kỳ Lăng thử nha. Kỳ Lăng là nam, Kỳ Lăng mang. Thì kiểu này là kiểu unisex, dùng cho nam và nữ. Nam, nữ thì mình sẽ chọn màu da cho phù hợp. Nam mình sẽ chọn những màu da manly, nữ mình sẽ chọn những màu da nhẹ nhàng và lạ. Nam cũng có những màu manly và lạ, đọc vậy. Đặc biệt cái con da này thì nó có
phủ cái bột vàng lên trên. Cái da, những cái đường kẻ nè, phủ bột vàng lên rất là sáng, chiếu, nổi và đẹp. Quý khách đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn những mẫu da thuộc sẵn của các công ty thuộc da lớn nhất hàng đầu thế giới. Hoặc có thể là gọi qua hotline số điện thoại của Kỳ Lân hoặc là Zalo hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân sẽ phục vụ gửi tất cả những cái mẫu da đã thuộc da có sẵn cho quý khách chọn lựa và lên mẫu thành hoàn thiện như vậy. Ví dụ như là ngoài cái túi xách, tức là ngoài cái ví cầm tay này thì rất nhiều sản phẩm khác như là mũ da cái đà điểu luôn nè, da cái sấu nè, và giày dép, những đôi dép rất là dễ thương, vân vân rất nhiều, tất cả những cái vật dụng, những cái đồ thời trang bằng da và da cao cấp, da của công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng LV, Hermès, vân vân. Thì hãy gọi, hãy liên hệ với Kỳ Lân, hãy đưa ý tưởng, hãy đưa mẫu cho Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện những ý tưởng, những cái mẫu đó, những cái ý muốn nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy để bàn giao cho khách hàng. Và để chứng minh cho lời Kỳ Lân nói là mẫu này được dùng được unisex, thì Kỳ Lân mời một bạn nữ đeo thử cho quý khách xem. Wow, rất là đẹp, rất xuất sắc, hoàn hảo, unisex. Nam, nữ, ai cũng được, bất kỳ người nào, bất kỳ ai đều đeo mẫu này và rất phù hợp. Ở ngăn này thì trong này Kỳ Lân gồm có ngăn bên trong cùng. Thì công năng sử dụng chúng ta muốn bỏ gì bỏ, giấy tờ, tiền bạc. Bên hông Kỳ Lân thiết kế cố tình rộng rộng nha, để Kỳ Lân có thể bỏ được điện thoại vào, để được điện thoại vào. Và đây là đựng những cái đồ quan trọng mà hay bị rớt, như tiền xu thì gì đó ha, thì mình bỏ vào đây. Sau đó mình kéo lại, dây kéo cao cấp phải kêu như vậy đó. Trên đây mình có thể để được tiền, giấy tờ quan trọng và kể cả những chiếc điện thoại. Và ngoài đây là những cái ngăn để đựng những cái card visit, thẻ ATM, căn cước công dân. Và Kỳ Lân thử bỏ cái điện thoại vào. Điện thoại này Kỳ Lân cũng dùng làm bắp lưng bằng da của Kỳ Lân nha. Ồ, động thanh thang, thoải mái, vô tư. Một cái điện thoại ha. Rồi, thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa đây. Một cái Virtu ATB, Virtu hot nhất, cảm ứng của hãng Virtu. Wow, hai cái điện thoại rồi. Bây giờ mình đứng thẻ Visa đi ha. Và thẻ Visa, thử một cái thôi. Thẻ Visa, wow, thoải mái, rộng rãi vô cùng. Tuyệt vời. Và Kỳ Lân sẽ bỏ cái card visit của Kỳ Lân vào với nha. Wow, rất là dễ, rất là thoải mái, rất là dễ dàng luôn, tuyệt vời. Và Kỳ Lân sẽ bỏ tiền, Kỳ Lân sẽ bỏ tiền vào. Thôi bỏ tiền vào đây đi cho nó chắc chắn. Đó. Bỏ tiền vào cái ngăn này, kéo này nè. Và bên trong này vẫn còn một ngăn đựng tiền nữa nè. Một ngăn đựng tiền hoặc giấy tờ. Ngăn này đựng tiền luôn, giấy tờ. Hoặc là không thích đựng hai ngăn thì mình đựng hai ngăn luôn. Hoặc là một ngăn này đựng tiền, ngăn này đựng những vật dụng dễ rớt, nhỏ là mình gọi vào đây. Ok. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và để ủng hộ Kỳ Lân thì xin mời quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp nâng cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.